Nó tới lùi buôn bán anh em bán không được thì không công phải không? Rồi, hello, chào cô chú anh chị đã trở lại video của em nha. Thì trước khi vào video thì xin cô chú anh chị hãy nhấn vào cái chữ đăng ký kênh để khi nào em có lên clip cô chú anh chị tiện theo dõi nha. Thì hôm nay em là đăng thêm cái clip đó là hai con bò cái kem tơ nha cô chú anh chị. Đó, hai con cái kem tơ nè. Con này mình thông bò ghê, đẹp bò ghê cái đít. Đó. Quà lớn nha. Đó. Không, quà đỏ tươi. Quà lớn. Đó. Chú anh chị thấy không? Bò rất là đẹp lò luôn. Đó, cái đít kia nè, qua đỏ tươi nha, đẹp bá luôn. Rồi xin báo giá cô chú anh chị luôn, cái con này 17 triệu 500 nha cô chú anh chị. Đó, con bò con đứng nè, lực hết biết lực pin. Đó, đây là con thứ hai nè. Đó, cũng con cái kem luôn nha cô chú anh chị. Đó, con này cũng đít qua chà bá luôn, ở cạnh đuôi kìa, hết biết cái đuôi. Đó. Đó, thì báo giá cô chú anh chị luôn, cái con này 14 triệu 500 nha. Đó, cô chú anh chị nào ưng thì điện thoại trực tiếp với em, số điện thoại em là 0378 224 523. Đó. Rồi, cái con này là 14 triệu 500 nè, con cái kem. Đó, rồi anh này là 17 triệu 500, quá lực luôn. Hết biết con bò. Rồi, xin chào cô chú anh chị.